cảm ơn em đã là một người bà xã rất là tuyệt vời của anh. Thực sự em là một người rất tuyệt vời để anh phải. Cảm ơn bà xã đi ha. Đây là một bà xã rất là dễ thương thật sự. Cái này là nói thật lòng. Đây là một người phụ nữ rất là tinh tế và rất là support cho cái người bạn đời của mình. Nếu như Thành sẽ không thể thăng hoa được trong nghệ thuật nếu như gặp một cái người bà xã mà lúc nào cũng về nhà mè nheo hay là gây khó khăn hay là kiếm chuyện. Đây là một người phụ nữ mà khi mình ở cạnh, Thành phải nói với Harry rất nhiều lần điều này. Khi anh ở với em, anh được là anh nhất. Anh được sống đúng với con người của mình nhất. Anh được làm những việc anh yêu thích và anh được sự đồng cảm tuyệt đối từ em. Thật sự, mình với Harry á, không biết mọi người yêu như thế nào nha. Mình không có định nghĩa yêu là mãi mãi là trăm năm gì đâu. Mình với Harry định nghĩa tình yêu mỗi lần block 10 năm thôi hay là block 5 năm thôi. Qua được block nào hay block đó. Em nói thiệt, cứ mỗi lần qua được block 5 năm, ê chúc mừng bạn, chúng ta đã qua được cái block. Kiểu vậy, em nói thật. Tôi rất là thực tế trong cuộc sống này, tại vì cuộc đời này á, mình không nói trước được điều gì xảy ra ngày mai. Cũng không phải ai cũng sinh ra để ngồi chịu đựng nhau. Trong một cái mối quan hệ mà nó còn hạnh phúc, nó còn cảm thấy ý nghĩa trong mối quan hệ đó thì đó mới là mối quan hệ hiệu quả. Chứ còn trong một cái mối quan hệ mà chúng ta phải ngồi đó để khổ sở và chịu đựng nhau chỉ vì một cái định nghĩa bình thường là nên chung thủy ở mấy năm rồi. Mấy năm nó không có ý nghĩa. Bao nhiêu năm nó không có ý nghĩa. Cái ý nghĩa là tôi thấy có một cái người, tôi đọc ở đâu đó một cái câu nó viết rất là hay là một cái người đàn ông trong vài tháng có thể làm cho bạn, nếu có một cái người yêu, xin lỗi, một cái người yêu trong vài tháng sẽ có thể làm cho bạn hạnh phúc hơn một cái người yêu trong vài năm nếu như người ta không biết cách. Thì nếu như có những cái loại định nghĩa như vậy thì chúng ta không nhìn lại là chúng ta có thật sự hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình hay không. Chứ không, nó không có quan trọng là cái việc chúng ta đã đi với nhau bao nhiêu lâu và bao nhiêu xa. Cái điều đó nó chỉ đơn giản là vì nếu như bạn đi lâu và xa với người đó trong chịu đựng thì tôi nghĩ rằng quãng đường nó cũng không có ý nghĩa nữa. Bạn phải ở với cái người đó trong hạnh phúc chứ. Làm sao mà chỉ vì mình chịu đựng, cái mình chịu đựng có nghĩa là mình chịu đựng giỏi, cái mình được ở rất là nhiều năm thì mình khen, ô tôi hay quá, tôi đã được 10 năm rồi mà toàn chịu đựng không à, không ai yêu ai hết. Còn Thành với Harry, nói thiệt với quý vị ngày hôm nay, 7 năm yêu nhau, 6 năm lấy nhau, mỗi một ngày của tụi tôi mở mắt ra là nụ cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười. Tôi chưa gây lộn một ngày nào hết. Và tôi nói Harry là anh không biết cuộc đời này đưa đẩy anh với em đến đâu. Mình cứ hay được block nào hay block đó, mỗi block 5 năm đi, cứ chờ tôi với bà 10 năm tôi làm thêm cái kỷ niệm 10 năm ngày cưới thôi các bạn. Đó là những điều mà Thành Mary rất là thật sự là mình tin vào cái điều đó đó quý vị. Mình sống tốt từng ngày, mình trọn vẹn từng ngày, hay tới đâu, tốt tới đâu hay tới đó. Mà không biết tốt kiểu gì mà tới giờ chưa chịu bỏ. Tức thiệt. Tức thiệt đó chứ. Cho nên là anh cảm ơn em đã là một người bà xã rất là tuyệt vời của anh. Thật sự em là một người rất tuyệt vời để anh phải thay đổi rất nhiều. Thật sự là từ lúc mà lấy Harry, Trấn Thành đã thay đổi rất là nhiều. Cách mình suy nghĩ, cách mình cư xử, cách mình lựa chọn mối quan hệ. Quý vị cũng sẽ như vậy thôi. Cho đến khi quý vị gặp một cái người nào mà cái người đó có thể làm cho quý vị cảm thấy rằng là bản thân mình nên thay đổi vì cái người đó, thì cái người đó là cái người đúng đấy. Còn mình đến đó mà mình phải thay đổi người ta thì nên xem lại. Tại sao mình phải có quá nhiều điều để thay đổi người ta? Mình phải bình tĩnh lại để xem là cái người đó có thật sự muốn thay đổi vì mình hay không, hay là chỉ là mình muốn người ta thay đổi mà thôi. Thì tôi nghĩ là mối quan hệ nào cũng có hai chiều thì nó mới bền chặt được. Cảm ơn quý vị. Thôi mình đã nghe nhiều về câu chuyện tình cảm này, nó hơi dư thừa cho buổi tối này. Tôi nghĩ là ai cũng đã đói bụng rồi. Cho nên